Mời các bạn tham gia chương trình tiết kiệm MB Lì Xì Tỷ Tỷ, giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, hai giải nhất mỗi giải 100 triệu đồng và hàng trăm giải thưởng giá trị khác. Hãy đến các điểm giao dịch của MB ngay hôm nay. Có một sự thật không phải ai cũng biết, một nhãn hiệu dầu ăn được ưa chuộng hàng đầu Việt Nam trong suốt 30 năm qua đơn giản là nhờ vào đúng chất lượng tuyệt vời và sự lựa chọn tinh tế của người tiêu dùng. Đường An, dầu ăn tốt hiểu món ăn ngon. Cái con nhỏ này thì ít tình, nói mấy câu dạy nó mấy tiếng rồi cái này là nó bỏ đi vô trong thì ít tình. Cúp điện. Hạnh ơi, Hạnh à. Dạ. Ra ba biểu nè. Dạ, con ra liền. Con pha cà phê cho ba trong bếp á. Con cũng làm đồ ăn sáng cho ba nữa đó ba. Vậy hả? Con giỏi không? Về ba tưởng đâu là ba dặn biểu con mấy tiếng thì con dặn ba con vô cổng chứ. Có đâu. À, vậy là pha cà phê rồi làm thức ăn sáng nữa phải không? Dạ. Dạ. Vậy là khu phố mình ngày mai thế nào cúp điện? Ba này làm như á, con gái á không biết chăm sóc cho ba vậy đó. Ba nói giỡn vậy thôi chứ ba phải công nhận con gái của ba lúc này giỏi lắm ha. À, biết dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ nè, không cần nhắc nhở ha. Ừ. Rồi sáng nè biết pha cà phê cho ba nè, rồi biết làm thức ăn sáng nữa. Nè sao à, công chúa của tôi nay cho tôi ăn sơn hào hải vị gì đây? Hôm nay ba sẽ thưởng thức một món do chính tay vô bếp Hạnh nấu. Chà dữ ha. Món ăn cực kỳ hấp dẫn. Hấp dẫn. Dạ. Đó là món. Món gì? Mì gói. Mì. Bất ngờ không? Không có bất ngờ. Nhưng thôi, thôi vậy cũng được đó con. Món gì cũng được mà. Nhưng ba không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây bây giờ là con phải ráng con học nè. Dạ. Năm nay là năm cuối đi vô đại học rồi. Con mà thi đậu mà đậu giỏi nữa không? Đó mới là con gái ngoan của ba. Dạ. Mà ba ơi, ba kêu con ra đây có chuyện gì nữa vậy ba? À, có. Ba muốn biểu với con cái gì ngày mai cúp điện rồi, thấy không? Thành ra con coi soạn ba cái đồ dơ gì đó mà cần giặt đó. Rồi con bỏ ra ngoài đi rồi cái ba bỏ vô máy ba quay ha. Rồi cái quần áo nào mà cần ủi đó con bỏ ra đi ha. Ba rảnh cái ba đẩy nó cái là có rồi mà nha. Dạ. Ba thương con quá à, con thương ba nữa. Mà ba ơi, sao dạo này á nhà mình hay cúp điện quá vậy ba? Thì cái mùa khô mà nha, bà con người ta xài điện nhiều, nhà nước phải tiết kiệm chứ. Dạ. Ba ơi, con có chuyện này muốn nói với ba nè. Gì nói đi. Lớp con á sắp tới á có làm tiệc chia tay cuối năm á. À. Ba cho con đi nha ba. Ủa, gì chia tay cuối năm gì sớm vậy? Tụi con còn chưa thi học kỳ 2 mà. Dạ, tại sắp tới con nói ba nghe nè, sắp tới lớp con phải thi học kỳ nè, thi tốt nghiệp, thi đại học nữa, lu bu lắm. Đứa nào cũng bận học thi hết trơn á, thì làm gì có thời gian để mà làm tiệc tùng nữa chứ ba. Ủa mà sao kỳ vậy? Mỗi lần ở lớp mà có sinh hoạt ngoại khóa hay đi cắm trại hay có cái gì đó là
họp hành gì đó là nhà trường thông báo, cô chủ nhiệm báo ba cụ thể lắm mà sao kỳ vậy? Dạ đúng, nhưng mà đây chỉ là một buổi tiệc thông thường thôi. Tụi con đứng ra tự tổ chức nên làm gì có giấy thông báo của nhà trường được chứ ba. Thôi cũng được mà, chừng nào, ở đâu? Dạ, chủ nhật này nè ba. Chủ nhật hả? Ba, ba cho con tiền đóng góp với các bạn nha ba. À được, nhiêu? 20 hả? 200 ngàn ba. Cái gì 200? Trời đất ơi, hộp mà hộp lót thôi bình thường thôi mà cái gì đóng tới 200? Mày làm giống như đi đám cưới vậy. Trời ơi, thì với tụi con còn phải mua đồ ăn nè, mua bia, mua rượu. Cái gì? Con sợ còn không đủ nữa đó ba. Cái gì bia rượu? Tụi con bày đặt nhậu nhẹt từ hồi nào vậy? Cái tuổi tụi con á chưa được phép dùng những cái thứ đó nghe chưa? Đừng có bày đặt. Ba không biết gì hết trơn á. Lớp con á, đứa nào nó cũng biết uống bia uống rượu hết đó. Liên quan mà ba, uống chút chút có sao đâu. Ba, vấn đề ở đây á là biết dừng lại cái chỗ chút chút đó hay không. Ba lúc nào cũng coi tụi con như là con nít hết trơn. Lúc nào cũng kèm gặp thật sát sao. Con lớn rồi mà ba, con biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là giới hạn chứ ba. Biết là một chuyện, còn có thực hiện được hay không đó là chuyện khác con à. Tuổi trẻ tụi bay á, nông nổi bồng bột lắm. Nhưng tuổi trẻ cũng cần khám phá, cần tìm hiểu, có khi liều lĩnh đó đó ba. Tìm hiểu cái gì tốt đẹp, còn liều lĩnh á, liều lĩnh cho mục đích cao cả kìa. Ha? Chứ đâu có phải mà bằng mọi giá rồi cái chỉ để là thỏa mãn cái tò mò của mình là đủ đâu. Nhưng con muốn là người sành điệu, con không muốn tụi bạn trong lớp á mới gọi con là đứa cù lần, là búp bê bằng bông, có hiểu không? À thì ra là vậy à. Con tập uống rượu bia nhậu nhẹt như vậy á để cho bạn bè của con á là nó biết con là người sành điệu phải không? Chỉ có vậy thôi phải không? Nhưng con hỏi ba nè, uống bia uống rượu á thì có gì là sai chứ? Ba uống hoài đó. Sao ba uống được mà con uống không được? Con đừng có phân biệt ba nha. Ba đi làm ăn ba phải ngoại giao à, nói chung là ba là người lớn. Ba là người lớn phải không? Vậy con hỏi ba nè, vậy chứ những lúc mà ba say đó, không biết về trăng gì hết trơn đó, con về ba vô tặng phòng nè, ba nhớ không? Thì thôi giờ ba không có nói nhiều nữa, ba không tranh luận với con nữa nha. Nói tóm lại là con không được uống rượu bia, và dứt khoát là con không có dự những buổi tiệc giống như vậy nữa. Như vậy thôi, dứt khoát hết. Không, con phản đối. Phản đối vô hiệu. Rồi thôi giờ không có nói con nhiều nữa. Vô lấy mì cho ba đi, ba ăn sáng rồi ba đi làm. Nhà hết mì rồi. Trời ơi, con cái thiệt tình. Nói giải thích cho nghe vậy cái nó nói hết mì. Bỏ đói tôi để tôi đi làm, bỏ đói vậy phải không? Thôi được rồi, ở nhà coi nhà đó nha, ba đi làm á. Ba, ba, trời ơi, nói vậy không đi thiệt coi, ai ăn bây giờ? Lúc nào cũng coi mình như con nít thôi chứ, bực bội gì đâu á. Ờ, ra liền, để chút, để chút. Mày đó hả? Gì vậy? Chưa ăn sáng hả? Ăn rồi, nấu trong già tao. Mà cả lộn với ổng, ổng đi mất tiêu rồi. Thôi làm cái gì mặt bí xị vậy? Lên đi đồ đi, còn đi chuẩn bị cho buổi tiệc nữa. Chuẩn bị gì? Tiền đâu mà đi, không có tiền tùng gì nữa hết đó. Vậy bỏ tay chấm cơm chứ sao? Là sao? Muốn tôi đi hả? Ông nghe nói á, cái tiệc đó đó có bia có rượu, ông đâu cho tôi đi đâu, ông sợ quá. Trời ơi, ông già của mày á có phải là người thời đại này không vậy? Uống bia uống rượu mà làm chiếc xì ke ma túy vậy? Người ta cũng thấy vậy đó, bởi vì á tao mới cãi lộn với ổng, ông bỏ đi rồi đó, còn tôi mày với Nam không thấy sao? Mà tao phải nói thiệt luôn á, tao chưa thấy ai khó như ông già của mày á. Thời buổi này hả, ra đường chưa tới 10 giờ đã bắt về rồi, còn ăn mặc thì không cho mặc áo hai dây, nói là hở hang. Tao nghĩ mày nên đấu tranh sự tự do và quan điểm của mày càng sớm càng tốt. Nếu không hả, mày sẽ trở thành con người mà ông muốn, chứ không còn là những bản thân của mày nữa. Mày làm như tao không muốn vậy đó.
Nhưng mà tao thấy ổng nói cũng đúng. Ổng cũng thương tao. Tao sợ ổng buồn. Tao thương ổng lắm mày ơi. Nhưng mà mày phải biết, chúng ta là những người phải có cá tính, đâu phải là ai muốn do tròn bóp méo như thế nào cũng được đâu. Tao mà như mày hả, chắc mất đi luôn rồi đó. Alo, sao giờ này mới gọi cho em? Hồi sáng thôi chỉ chở người ta đi ăn sáng luôn. Ừ, vợ bị bệnh lắm. Được rồi, em đang bên nhà nhỏ Hạnh. Có anh Khoa nữa hả? Ừ, Khoa đó. Alo. Dạ em. Dạ em khỏe không Khoa? Dạ. Dạ em cũng không biết nữa. Dạ em sẽ cố gắng. Dạ. Dạ em chào anh Khoa. Dạ. Hồi nãy á, người ta hỏi thì nói là bó tay chấm cơm. Còn bây giờ á, anh ấy hỏi á, thì nói là em sẽ cố gắng. Vậy mới biết người ta nói rã cuốn họng luôn, cũng không bằng một câu nói của ai đó. Ê mày đừng có nói bậy nha. Tao muốn đi chứ bộ. Tại ông già tao không cho đi thôi. Ừ, không nói bậy, nghĩ bậy được không? Mày kỳ lắm nha, tao không có nghĩ vậy đâu nha. Bỏ đi tao không mày đi đâu. Đi không lẽ đi, quyết định lẽ. Ừ thì đi, nhưng mà bằng cách nào bây giờ? Vậy chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Không, không được, không được. Quyết định vậy nha. Không có bàn cãi nữa. Có sao không? Không có sao hết á. Còn bây giờ nè, tao có mang đến cho mày một bộ phép màu, biến cô bé Lọ Lem thành một nàng công chúa nè. Nè. Cái gì, tao mặc bộ mấy bộ đồ này tối nay đó hả? Ừ. Thôi. Hở lắm, hồi đó giờ tao chưa mặc cái này đâu. Thôi không được, ông già tao giết tao chết. Thôi, ba cái đồ trang điểm này nữa, lúc giờ đâu có xài đâu, không được. Mày đúng là quê quá. Con gái phải biết gợi cảm chứ, đẹp thì phải khoe. Yên tâm đi, tao không có biết mày nhìn con dở hơi đâu mà lo. Tin vào con mắt đầy thẩm mỹ của tao đi. Tao chắc chắn với mày luôn á, anh Khoa mà nhìn thấy mày xài mấy thứ này hả, anh sẽ không rời mày nửa bước luôn á. Thiệt không? Thiệt. Ai thèm? Chả ai không thèm. Thôi. Tao nói chơi thôi chứ bộ. Khoa nói nghe nè. Đi qua đây nói nghe nè. Tao còn cái quyết nữa nè. Ví dụ như tao là anh Khoa nha. Con nhỏ này. Thấy chưa? Em mặc khoái kìa. Ai? Chào đây. Nè ơi, đang chơi vui ở bên kia không, tự nhiên kéo về đây buồn nóng nực nữa chứ. Nè quá đi. Vậy là tụi anh là giữ đúng lời hứa rồi nghe. Đưa em về nhà trước 10 giờ rồi đó. Anh ơi, sao ba mà chưa về nữa? Ba tao đi Vũng Tàu rồi, mai mới về. Trời ơi. Gì vậy? Không có sao, ông chịu nói. Ông già đi Vũng Tàu, thì bây giờ mình chơi tiếp tăng nữa ở đây đi. Có sao không? Ê, gì vậy? Ta mới phát hiện được một điều luôn. Phát hiện cái gì vậy? Vui lắm. Điều em nha, trong nhà này hả, giấu bia quá trời trong tủ lạnh kìa. Tao ơi. Thấy hiền gì chứ mà uống bia dữ vậy ta. Vậy mà nãy ra bộ không biết uống mày. Em không biết đâu. Không phải đâu. Bia uống. Sao? Bia vô lấy ra đây. Bia của ba em. Ông la em chết. Thôi, tụi mình tự mua đi bia đó của ba. Để tao làm việc. Khoan nè, bia của ba phải không? Nhưng mà bây giờ khách tới nhà và chủ nhỏ của anh, chẳng lẽ không đãi mấy người này mấy lon bia được hay sao hả? Thôi, dù gì thì em cũng về tới nhà rồi. Mấy anh cứ tự nhiên đi. Thôi tụi bay. Lấy đi. Lấy không? Nó sống động chứ. Có gì mới là thương của anh. Trời ơi, thấy mặt cũng dễ thương ghê nha. Sao, đi chơi vui không?
Mày mốt đi chơi nữa với tụi anh nha. Ôi, đây, chơi. Rồi vô nè. Đây, còn có mấy lô nữa rồi. Để tụt. Ui, khui. Wow. Nè, chủ nhà được trước chứ. Nè. Uống nữa hả? Uống dành đi. Uống cho đời bớt khổ chứ cái béo bổ gì đâu. Uống nha. Vợ anh. Chơi vô. Ngồi trong nhà chơi. Bây giờ gì nè? Hỏi muốn rồi. Chúc mừng cuộc hội ngộ của chúng ta. Hai người nữa nè. Vô nha. Trăm phần trăm nha. Không sai không gì rồi nha. Uống đi. Uống dành đi. Nãy đi á, tao có lấy được của thằng này xe với mày. Cái đĩa để tao mở thử nghe nha. Mở nhạc lên đi. Cái gì đâu mà được, con chút xíu. Biết mà nhà không có ai ở nhà về đây chơi sướng rồi. Tội gì đi lang thang ngoài đường cho nó cực. Chủ vắng nhà gà một bữa tớ. Xin lỗi, cũng dành đúng cái đi nha. Trời, dễ thương quá à. Uống với mấy tụi tao đứng nè. Vô nè. Vô. Tao mở nhạc nha. Nhạc lớn lớn nha. Nhưng mà đang chơi đi nói nhỏ là xấu lắm. Xin lỗi uống nha. Nè, thôi bây giờ cũng khuya rồi ha. Anh xin về nha. Thôi anh làm cái gì đấy? Anh xin về nha. Rồi, dậy đi. Có gì đó mà làm cuốn xong nữa, rồi dậy đi. Tao đem cái gì mày ơi? Mẹ tao bắt được chết với tao. Thôi, vô anh em mình vô đi. Thở cho mày nghe, tí cái gì? Cỏ trong kia kìa. Vô. Thank you.
mà. Ý là bà ngốc nè. Ba mà con. Anh ơi, anh ơi, ba mà. Không thể. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Không. Cháu còn tới đây làm gì nữa? Cháu đến thăm Hạnh. Hạnh sao rồi hả bác? Quân tơ la, đồ khốn nè, tụi mày đi ra đây. Hạnh, con ơi. Hạnh vẫn còn vậy hả bác? Cháu nghe rồi đó. Nó cứ hoảng loạn như vậy hoài. Nó cứ đòi chết. Bác cũng không biết làm sao nữa. Trời ơi, đúng là cá không ăn muối cá ươm mà. Bác ơi, con lên phòng thăm Hạnh được không bác? Được. Nó không muốn tiếp ai hết, kể cả bác nữa. Từ lúc ở bệnh viện về, nó cứ hoảng loạn lên như vậy đó. Mấy anh công an đến để lấy lời khai cũng không được. Tinh thần nó bấn loạn, nó cứ la như vậy đó. Trời ơi, tại sao con tôi nó lại ra nông nổi như thế này? Tại sao nó quen với lũ mất dạy như vậy? Cô đến đây làm gì? Có tội với bác. Thật ra từ lúc Hạnh về như vậy, không có đêm nào con ngủ yên hết bác ơi. Hôm nay con đến đây để tạ tội với bác, rồi sẽ đến đồn công an dành mặt tụi nó ra. Ít nhất tụi nó cũng phải trả giá cho cái việc làm đê hèn của chúng. Cháu nói gì? Cháu biết rất rõ tụi nó có đúng vậy không? Thực ra chỉ một đứa trong đám đó là bạn của con. Nó tên là Tuấn. Tuấn có bạn là Khoa. Con giới thiệu Khoa cho Hạnh. Giới thiệu? Cái thân của cô còn chưa xong nữa, cô phải đặt giới thiệu. Thiệt tình á, là gần một tháng quen nhau, con thấy tụi nó rất là đàng hoàng. Đàng hoàng? Tụi nó nói, tụi nó là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Nhưng con đâu có ngờ. Thật là ngu ngốc, thật là điên rồi. Còn buổi tiệc đó, có đúng là buổi họp lớp hay không? Dạ phải, đó đúng là buổi họp lớp. Tụi con có rủ cả Tuấn và Khoa và hai người bạn nữa, hai người bạn của tụi nó nữa. Lúc đó tụi con trai ép tụi con uống bia và rượu rất nhiều. sau đó thì sao? Sau đó Hạnh đòi về. Tụi con đã đưa Hạnh về đến nhà. Về nhà đây à? Bác không có ở nhà. Tụi nó đòi uống bia tiếp. Cái gì? Rồi tụi nó giở trò. Giở trò? Giở trò ngay tại nhà này à? Tụi con,
con với con Hạnh không phản ứng gì à? Để tụi nó muốn làm gì thì làm à, tụi bay đồng tình với nó à? Không phải đâu bác, tụi con chống cự quyết liệt lắm, nhưng mà cuối cùng chỉ có một mình con trốn thoát. Con sợ lắm, con sợ lắm bác ơi, con không dám nói với ai hết, tôi cũng không dám đến báo công an. Con sợ là mọi chuyện dở lỡ ra bác sẽ giết con mất. Trời ơi, bác ơi, phải chi lúc đó cô đi báo công an thì có lẽ con Hạnh nó không rơi vô cái hoàn cảnh khốn nạn này. Trời ơi, con không biết tại sao con lại hành động như vậy nữa. Giá như Thôi, cô im đi. Cũng tại lối sống như cô, lối sống buông thả, lối sống trụy lạc, rồi tự cho mình là sành điệu, là trẻ trung, là cá tính, thật là ngu ngốc và điên rồ. Không tìm hiểu những điều hay mà lại xe xua học đòi những thói hư tật xấu, rồi còn tự cho mình là tự do cá nhân, nguy hiểm. Cô thấy chưa, cái lối sống của cô, sự điên rồ của cô đã làm hại một đời người, cô thấy chưa? Bác ơi, con hối hận lắm, con không dám xin bác tha thứ cho con, thì các bạn thương con cũng không dám tha thứ cho chính mình nữa. Nhưng con dám xin bác, trước khi bác muốn chém muốn giết gì ở con, giết cô à? Bác hãy cho con một lần từ đến đồn công an dành mặt của nó ra, con xin bác mà bác. Đúng, tôi muốn chính tay của tôi bắt tụi nó giải lên đồn công an. Nè, bây giờ cháu không được giấu giếm với bác. Nhà tụi nó ở đâu cháu phải chỉ. Ở đâu? Nói! Cháu không biết. Trời ơi, tại sao lại không biết? Những đứa đó là bạn của Tuấn và Khoa, tụi nó không có học chung với cháu, cháu không biết. Trời ơi, chơi chung với nhau mà không biết nhà biết cửa gì hết, nói như vậy mà nghe được à? Tụi khốn nạn, tụi mày buông tao ra, buông tao ra, buông tao ra. Bà ơi, cứu con. Hạnh ơi, Hạnh ơi, con ơi, trời ơi.